Anh Khoa, dạo này còn nhảy bùa không anh Khoa ơi? Nhà anh dạo này còn nhảy bùa không? Nhà anh dạo này còn nhảy bùa không? Còn. Vâng, thì anh ra anh nhảy cho nó con bùa đấy. Đâu xem nào. Ui, thôi dắt về. Sao để dắt về hả anh? Viên này nhảy chứ không gì. Ui anh ơi, kiếp giời nắng nôi thế này mà em mang đến thì mà em đến mấy lần rồi anh không có nhà, bây giờ anh có nhà rồi anh nhảy cho bò nhà em một cái được không? Viên này nhảy đâu, dắt về đi. Viêm nhiễm là ngày nay chết cả lút. Ui anh ơi, nếu mà bây giờ mà anh mà không nhảy cho bò nhà em một cái ấy, nó về nó mỗi khi em cởi chuồng ra nó cũng lên lồng tếu lên, xong bắt đầu nó phá phách hết cả chuồng, xong bắt đầu nó chạy này nó nắng nhắng cả anh ạ. Nhưng mà viêm nhiễm không nhảy được. Em biết là viêm nhiễm rồi nhưng nó chỉ có một tí thôi, các người ta còn trả nó viêm lên đẩy bò anh là nó viêm, anh cứ nhảy cho bò nhà em một cái được thì được, không được thôi. Thôi băng về đi. Nhảy con bò cô đi một cái thì cô về, sao không nhảy được? Ông nói nào viêm ai nhảy là ông đi mà nhảy. Tắt ra. Nhảy được. Không gì gì đâu. Không việc gì chịu. Phải tải con bò kia rồi. Đấy. Gớm mà bò nhà chị kia thì anh nhảy ngay, mà bò nhà em thì anh cứ nọ kia cứ chê viêm. Bà nhìn thấy kìa, bò ta tới kia, bò bà tới này. Viêm chứ mai nhảy. Bò này nó trẻ, con người trẻ hơn. Cứ chuyện đây mà chưa không ngủ ngoan. Con bò này nhảy giọt. Con bò này nhảy lâu rồi. Nhảy, không ngừng nhảy. Con đấy nhảy rồi. Con đấy nhảy rồi, tám người vào đấy rồi. Tám người có ngoan thôi đi. Thì con này viêm nhiễm bệnh tật thì bảo nhảy ai rồi nhảy được. Chết. Bò nhà chị kia anh còn nhảy được, mà bò nhà em anh cứ chê viêm nói của chị, anh cứ nhảy cho bò nhà em một cái nó được thì được, không được thì thôi. Mà em đi quay là 4-5 cây số em rong mà nắng nôi như này anh không nhảy cho đã bò nhà em một không cái. Nhảy được là không nhảy được, viêm nhiễm không nhảy được. Viêm đấy người để còn chả thấy để chê viêm này, anh lúc nào anh chê viêm chê viêm. Anh nhảy cho bò nhà chị một cái. Tôi chịu, tôi bảo thế rồi, nhảy nó mà nhảy. Nhảy thì cũng làm gì được, chịu có đúng nhảy thì cứ nhảy cho. Anh nhảy cho bò nhà em một cái để em về, cho mà nếu được. Nó nhiều đó nhỉ. Nếu được ngại em cũng trả tiền mà không được ngại em trả tiền. Ta bảo là không nhảy được, nó không nhảy được, tiền nong cái gì. Mang về. Bò thì viêm nhiễm mà, thế ai mà nhảy được. Thế chị nhà bảo viêm đây, anh có chê không mà anh chê bò, nó có bò viêm mà anh chê. Ôi mọi người nhỉ, ví người với bò à? Mang bò về, không làm sao phải nhảy đấy. Vâng, ở cả cái xã này có mỗi mình anh nhảy bò, chứ nếu mà có hai người thì em chả cần đến anh. Thôi thôi, tốt nhất là mang về đi, về chữa viêm xong lần sau đến đây nhá. Bò này cũng viêm đây mà đây sao hắn vẫn nhảy, mà sao lại bò nhà mình lại não này kéo nhảy là thế kéo là nhỉ. Đây con bò này chẳng viêm đấy đây. Ai ốp mà. Đây cô ngủ đã đi. Chắc vừa hôm nay là điên có về là không uống rượu vào là không có nhảy đấy. Có gì? Đấy chắc thế rồi, chứ còn thì cái não này thì cứ rượu vào là không nhảy được đâu, chân tay là run hết là không nhảy được. Thế mà đấy mày con bò lại nhảy lúc sáng ăn chưa đi uống rượu về không nhảy, chứ bây giờ là chịu rồi đấy. Lại phải mang về mới nhục chứ nị, mệt thế chứ nị. Anh ơi nào, đây hôm nay anh nhảy cho ngoài không? Vạch ra chưa? Ôi dồi, em vạch ra rồi, gấm đợi hôm nay là ngon quá. Thôi cái này được. Mang vào trong kia. Mang kia tao nhảy cho. Đấy, đều vào đây. Mang ra kia, buộc vào đấy trong này thanh toán rồi về. Xong rồi. Đi nhảy nhanh thế anh. Xong rồi. Hãy có tiền đây em ơi. Ồ, xong rồi đưa tiền đây. Mệt cả ra. Của em hết bao nhiêu anh? 3 triệu bao nhiêu? Làm gì mà gớm thế, đây đâu có nhảy mỗi một cái mà 3 triệu anh. Không tin đây, giờ hỏi bằng xóm kìa. Tôi vừa nhảy xong 3 triệu, bà vừa đưa cho sẵn sàng luôn. Gớm mà anh, đâu có nhảy chưa đầy một phút mà đây anh lấy tận 3 triệu cơ, kiếp nói đùa chứ.
đất cần anh giết người đấy ạ. Này, tụi nó có biết nhá, làm tôi bực mình rồi đấy. Ai mà cô và ai giết người, nhảy 1 phút đến 10 phút thế được là thôi. Tôi vừa nhảy con hàng xóm kìa. Vơ bà vơ vẩn nói năng linh tinh, lúc nhờ thì nhờ người ta bằng được, nhảy sau rồi không muốn trả tiền. Lần sau đừng mang đến nữa. Anh ơi, đứng lại em bảo cái này đấy. Bảo gì? Nhưng mà anh vừa năm ngoái nhảy có 2 triệu mà sao năm nay anh thì tăng lên tận... Năm ngoái khác, năm nay khác. Ở khu vực này chỉ mình tôi nhảy thôi, bà thì ai nhảy được không? Còn mỗi mình anh nhảy đâm là anh ngồi hóa anh tăng giá như thế thì làm sao mà bọn em theo được? Theo cái gì? Người ta nhảy có chất lượng. Chất lượng thì chất lượng chứ cơm con bò nhà anh nhảy có một tí nên mà để... Một tí hay một lần thì nó vẫn thế. Bà nhìn lên tướng bò tôi thế nào? Thì thôi bây giờ anh ơi, anh lấy em 2 triệu rưỡi được không? Tôi nói cô nhá, đừng mà cả nhá, nếu 2,5 triệu nhảy nốt lần này lần sau đừng có giờ mang đến nữa, lần sau đừng bảo anh ơi nhảy với em cái. Thôi được rồi, 2,5 triệu đây, lần sau nhá cấm nó mang đến nhà tôi nhảy nhá, nắng nuôi bẹt cả ra mà cả tôi đồng một. Anh ơi cho em chịu được không? Cái gì? Nhưng mà bây giờ em chưa có tiền ấy. Chưa có tiền á? Vâng. Bà đùa với tôi gì đấy? Không, em không đùa đâu, thì anh cứ đợi em cắt lúa xong rồi có tiền thì em trả. Này này, tôi không nhảy chịu bao giờ nhá. Nếu không có tiền thì đái bò lại. Đi bà, bò mang tiền hướng thì cho bò về. Lằng nhằng. Anh cho em chịu. Chịu đâu nào. Thì nghĩ cho em. Người ta phối giống cho bò nhà bà, bán mấy chục triệu mà có 2,5 triệu bà nhảy chịu. Vô vẩn quen. Thì anh nhảy chịu cho em đợt này. Thì đợt sau thì vài bữa nữa cắt lúa. Tôi không có thói nhảy chịu nhá. Để bò lại buộc gốc cây. Đi bà. Anh khiếp làm gì mà anh. Không còn đồng nào. Anh ơi. Anh. Cái gì? Anh cho em chịu đi là vài bữa cắt lúa xong rồi em phơi dài em bán thì em trả. Bò gốc cây tao còn đi nhảy con khác. Thì anh nhảy có mấy phút mà anh lấy 3 triệu bạc thì có gì mà mệt đâu. Mấy phút hay 10 phút hay 1 tiếng hay là mấy tiếng nó vẫn là một lần. Không phải giải trình cái việc đấy. Miễn bò nhà bá động là được. Đấy đấy. Mấy bà làng bên đây kìa. Cứ bảo cho em chịu. Xong đến lúc mà bảo là anh ơi anh nhảy cho bò nhà em không động. Xong đó quyền của tôi đấy. Nhưng mà em có ăn quỵt của anh đâu. Thì mỗi bà một lần thì chết à? Anh ơi. Cái gì? Thế nên chị có nhà không anh? Không. Bà ra lên Bắc Linh bế cháu rồi. Thì em bảo anh thế này nhé. Bây giờ em có phương án này. Một là anh cho em chịu. Hai nữa hay là anh... Thế này là cái gì? Hả? Thế này là thế nào? Tôi không hiểu bà bị mắc điểm sao? Thế này là nào? Cái gì? Ý như nào? Này, định trừ nợ hả? Mà nghĩ cái gì đấy? Tôi nhảy bò ra bà suốt từ chiều đến giờ, mệt hết hơi rồi. Bây giờ còn nhảy cái gì nữa? Thì... Vớ bà vớ bẩn. Thì bây giờ em bảo anh cho em chịu thì anh cũng cho mà bây giờ chỉ có cách đấy thôi. Này này này, tôi đại bà. Từ nay nhá. Còn ý định nhá, vớ vẩn như thế nhá, đừng bao giờ dắt bò lên đây nhờ nhảy nữa nhá. Thì bây giờ em thì em không có tiền mà bây giờ em một thân một mình em mua tiền bây giờ bảo anh cho em chịu thì anh cũng không cho mà. Người ta đang ngủ trưa thì gọi dựng dậy bằng được. Anh ơi nhảy bò hộ em cái xong đến bây giờ lại được quay ra đời trừ lợn. Anh nói thế anh trừ thì bây giờ anh cho em chịu xong rồi. Này, tóm lại tôi không nói nhiều. Đấy bò đấy. Xong về chạy tiền. Mang tiền xuống. Rồi dắt bò về. Tôi không bao giờ nhảy chịu. Tôi đi ngủ mệt lắm rồi. Nhảy có một tí.